Dạ rồi nhà vườn, thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây dúi khủng nha. Cây này dúi hay còn gọi là hoàng anh mọc nha. Cây đã có trái nhiều rồi nha. Cây này trái nhiều nhiều lắm luôn đó nha. Rồi cây này thì đang làm dây nước 2 nước 3 rồi. Đó. Rồi cây này thì có cái hoành là 230. Rồi cây cao cao bao nhiêu? Cây cao là cây này cây khủng nha cả nhà. Cao cao đến đầu thân chính. 2m1. Cao đầu thân chính là 2m1 nha. Rồi, là đo cái chậu. Chậu này chậu oval nha cả nhà, chậu oval. Tiếp 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 rút lại, đừng ăn gian. Máy 1m8. Chậu 1m8. Đo lọt lòng nha. Chậu 1m8, 1m2 nha cả nhà. Đó, chậu đang có chậu sẵn này. Cây là quái nha. Đó. Cây này thì ok rồi, cả nhà mình xem. Cây này cũng đã nhiều trái rồi nha, nhiều lần cho trái lắm rồi nha. Rồi mình sẽ đi ra phía sau nha cả nhà. Đó, đế nè. Đế ok. Cây này có màu đất tinh luôn. Cây form thiên nhiên liền bệ luôn nha. Cây này thì quý anh chị em cô chú mình ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn nha. Theo số điện thoại nhà vườn có để trên bài luôn. Đây. Đế nè. Tay cành này. Bự bự hết rồi nha cả nhà. Đây, mình xem tham khảo được nha. Rồi đây. Đây, đế nè. Quá dữ luôn. Rồi, xong nữa quằn qua phía trước mình xem kỹ lại luôn nha. Nếu mà ok thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi, đây, mặt chính đây nha cả nhà. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.